Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2024. Soccer TV muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan mà ai ai cũng trồng. Cho dù là giàu sang, phú quý hay là người mới chơi lan, không có điều kiện thì nhất định trong vườn của các bạn phải trồng những dòng lan này. Không phải là những cây hồ điệp, những cây này là cây mà biểu tượng của những người chơi phong lan. Rất đẹp, mỗi năm các em sẽ ra bông một lần vào dịp Tết. Đó chính là cây lan nghinh xuân, hay thường gọi là ngọc điểm Đai Châu. Trong dòng lan này thì có hai loại, một loại hàng rừng và một loại hàng Thái. Hàng rừng thì chỉ có một màu truyền thống, đó chính là màu trắng tím, hay chúng ta gọi là màu đốm. Nhưng đối với những cây hàng Thái thì các em có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Những màu cơ bản của cây Đai Châu Thái như là gì? Đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng, sắc pháo, hồng cánh sen, bờ nu, rất là nhiều. Cây sóc quà muốn chia sẻ cho các bạn là những cây sai nhớ. Cây này các bạn trồng thì sang năm các em sẽ cho ra bông. Bản lá mít xếp rất là đẹp. Rất đẹp. Tất cả những cây này thì đã được sóc cò phun ngừa sát khuẩn, thối nhún. Cây được chăm một thời gian rồi và hiện tại có rất là nhiều cây đang lấy phúng đầu rễ rất là đẹp. Đây đầu rễ các bạn này. Đây đầu rễ đây. Rất đẹp. Việc của các bạn rất là đơn giản, đó chính là sưu tầm những cây này về và các bạn trồng. Trồng Đai Châu thì có thể là nhiều kiểu khác nhau, các bạn có thể là trồng trong chậu đất lung, hoặc là ghép lũa, hoặc là ghép lên cây đang sống cũng được. Đây là những cây mà cùng size với cả cây sóc cò muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà những cây này là cây bị lỗi lá và sóc cò trồng, chơi, không có bán thanh lý. Bởi vì là sóc cò rất là thích cái lô này, thì mới trồng một thời gian ngắn, đây là đầu rễ của em đã đi này này. Bên này cũng vậy, em này bị lỗi lá ngoạn này, đang đi này. Hoặc các bạn có thể là ghép một cây vào một chậu cũng được, hai cây vào một chậu, giống như là những chậu đôi sóc cò ghép này, hai cây vào một chậu này. Đó, các bạn nhìn thấy không, dễ của em mang đi này. Bên này cũng vậy. Rất đẹp. Những cây này cây bị lối, lối tét lá, sóc cò giữ lại sóc cò trồng. Hiện tại sóc cò đang chia sẻ là một chậu Đai Châu Thái lá mít xếp, cây sai nhỡ với giá là 120.000 một chậu. Các bạn mà mua 5 cây sóc cò sẽ lựa cho các bạn là 5 kiểu lá tương ứng với 5 màu khác nhau, sẽ được miễn tiền ship. Còn nếu các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây cũng được. Phí ship nhanh toàn quốc là 35.000. Cố gắng giúp sóc cò là lấy 5 cây để được 5 màu khác nhau. Những dòng lan này thì một năm sẽ nở bông một lần vào dịp Tết, chơi bông được khoảng 10 ngày đổ lại, hương thơm. Và 11 tháng trong năm chúng ta chủ yếu chơi thân lá là chính. Nên vì vậy mà kiểu thân lá là kiểu lá mít xếp mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Lá là lá ngắn, bản lá phải to thì mới được gọi là lá mít xếp. Còn đâu có một dòng lan khác nữa, đó chính là lá dài, lá lướt, lá chỉ thiên, lá kiếm. Thì lá xấu và giá tiền của em sẽ khác đi. Nhưng mà trong lô này sóc cò không giới thiệu những cái cây lá mít, những cây lá đó. Sóc cò chỉ bán là cây lá mít xếp mà thôi. Cây rất là đẹp. Ví dụ như là mọi người mà đặt 5 cây, sóc cò sẽ lựa cho các bạn là 5 kiểu lá khác nhau. Ví dụ như em này là kiểu lá này, kiểu lá xanh sạch. Em này kiểu lá đỏ. Em này kiểu lá màu hồng. Em này kiểu lá màu tím. Đó, ví dụ như là 5 cây, 5 màu, tương ứng 5 màu khác nhau mà thôi. Chứ sóc cò không có bán hàng là nhìn vào lá. Ví dụ như nhiều người bảo rằng là cầm cái cây này lên và bảo với các bạn rằng cây này là cây màu đỏ, sắc pháo hay là hồng cánh sen, là cái đấy là không có làm được. Cây mà chưa ra bông là chúng ta không có nói được điều gì đâu. Rất đẹp, 120.000 một chậu, cây Đai Châu Thái lá mít xếp. Cây thì thường thường thì sẽ có là 3 cặp lá rưỡi trở lên, có cây thì 4 cặp lá. Bởi vì size này là size nhớ nên nó sẽ biến thiên trong khoảng là 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá. Cây rất là đẹp. Sóc cò sẽ gửi cho bạn là những cây khỏe mạnh và chăm sóc có nhiều đầu rễ xanh. Đấy, các bạn có nhìn thấy. Đầu rễ xanh bên này vậy này. Và cây không có bị lỗi lá. Còn đâu là những cây lỗi thì sóc cò sẽ giữ lại, sóc cò trồng chứ không có bán, bởi vì rằng là sóc cò cực kỳ là thích những cái cây Đai Châu kiểu lá mít như thế này. Nói thẳng ra là bán thì là hơi tiếc, giữ lại trồng thích hơn. Không có bán những cây lỗi, giữ lại trồng. Những cây này là các em ấy có khoảng là 4 cặp lá thì các bạn trồng, nếu mà muốn em này đạt được thẩm mỹ nhất thì là phải thêm 2 năm nữa em ra được 10 cặp lá giống như cây bên cạnh như này. Và cây này hiện tại đang ra 6 ngồng để đón Tết 2025. Em này muốn đẹp thì phải thêm 2 năm nữa các bạn nhé. 2 năm nữa nó ra được khoảng tất cả là từ lá gốc cho đến lá ngọn là được khoảng 10 cặp lá là lúc đấy là đẹp nhất. Chơi lan là phải cần có nhiều thời gian, đặc biệt là cây Đai Châu là một dòng lan sinh trưởng rất là chậm.
một năm các em ra được khoảng 2 cặp lá mà thôi. Nên vì vậy mà chúng ta không thể chơi cái dòng này ăn sổi được. Dòng này chơi phải cần thời gian, sự kiên nhẫn các bạn nhé. Cây rất là đẹp, không đối lá, lá ngắn. Và đặc biệt là có rất nhiều đầu rễ, rất là nhiều đầu rễ xanh. Cây này thì Sóc Cò đã chăm cùng với cả những cái cây mà bị lỗi lá như này này. Và cũng đang ra đầu rễ này. Hoặc các bạn có thể là ghép lũa cũng được, ghép lũa lên, các bạn ghép lũa giống như Sóc Cò nè. Các bạn cũng ghép lũa, các bạn có thể là để nguyên chậu mủ giống như cây này. Để nguyên chậu mủ này, hoặc các bạn có thể là bóc ra giống như Sóc Cò. Bởi vì những cây này là cây được chăm một thời gian dài, cây khỏe mạnh rồi, nên vì vậy chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Ghép lũa, ghép gỗ hay là ghép cây đang sống cũng được. Các em rất là khỏe mạnh. Cây lan này là có một rất là điều là đặc biệt là gì? Là một trong những dòng lan hy hữu nở bông vào dịp Tết. Bởi vì Tết thì thường thường rất là ít loài lan ra bông. Em này lại có cả ba cái tên khác nhau, ba miền. Người miền Bắc thì gọi là Đai Châu, người miền Nam gọi là Ngọc Điểm, người miền Trung gọi là Nghinh Xuân. Nên vì vậy mà em này em không kén chọn vùng miền, ba vùng Bắc Trung Nam đều trồng được hết. Hương thơm, rất đẹp, sai nhớ, nhiều màu sắc. Có thể là chơi dòng sổ số thì có thể là nó có cái hay là như thế này, chúng ta chưa biết được màu và cảm giác rất là hồi hộp, không biết là cây mặt bông nó ra như thế nào. Tết nó ra có thể là ra đỏ hoặc ra vàng hoặc là gì ra hồng sắc pháo, hồng cánh sen, cam lửa, đỏ đốm, bờ nu, rất là nhiều. Trắng đốm, đỏ đốm, bò sữa, rất nhiều. Vườn của các bạn mà chưa có những cây lan Đai Châu Thái bản lá ngắn như thế này, có thể sưu tầm một ít về chúng ta trồng chơi trải nghiệm. Cây này thì là tuyệt vời rồi, hầu như ai cũng trồng. Sóc Cò cực kỳ là thích cái lô này, rất thích cái lô này. Cái lá của em rất là về lâu về dài đó, các bạn trồng cái cây này lá về lâu về dài nó rất là đẹp. Cũng có một dòng lan khác nữa là các bạn trồng thì một thời gian sau lá nó dài dài nhoằng ra, giống như cây bên cạnh này, lá này dài rất là xấu thì Sóc Cò lại không có thích. Dòng này dòng rẻ tiền, Sóc Cò lại không có bán. Mình thì lại thích trồng những cái cây lá ngắn như này, lá mít như này. Các bạn trồng từ lúc nhỏ này cho đến lúc lớn thì bản lá của em này vẫn to và ngắn, nó không có dài ra cả, giống như cây bên cạnh. Những cái này cũng vậy. Cho 25 là đẹp nhất. Bị sứt đầu mẻ trán này, Sóc Cò trồng này. Bên này cũng vậy, đang ra rễ này. Dòng này khỏe vô cùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.